Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có buổi làm việc với ông Michael Kerner, nghị sĩ Quốc hội, Quốc vụ Khanh Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Liên bang Đức, cùng đoàn doanh nghiệp lớn của Cộng hòa Liên bang Đức, theo tháp tùng đoàn Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier thăm cấp nhà nước Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi tình hình thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA và tác động của Hiệp định tới quan hệ song phương. Theo đó, Hiệp định EVFTA đã tạo ra tác động tích cực cho nền kinh tế Việt Nam, cũng như quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức trong việc thúc đẩy xuất khẩu nhiều mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Đức. Về lĩnh vực năng lượng, hai bên đã có nhiều dự án hợp tác hiệu quả trong thời gian qua. Bộ Công Thương mong muốn thúc đẩy hợp tác với chính phủ Đức trong lĩnh vực năng lượng như công nghệ tái tạo, năng lượng mới, chế tạo thiết bị phục vụ ngành năng lượng, công nghệ tích trữ năng lượng tiên tiến, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về năng lượng tái tạo và năng lượng mới. Ông Michael Kerner và đoàn doanh nghiệp lớn của Đức cho biết, Việt Nam là thị trường năng động và tiềm năng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Các doanh nghiệp mong muốn hợp tác và đầu tư vào các công ty tại Việt Nam trong các lĩnh vực cụ thể như năng lượng tái tạo, thiết bị, công nghệ đo lường công nghiệp, vật liệu mới, dịch vụ môi trường.